Thủy Tiên rất vui được gặp lại quý vị và bà con sau những ngày vui xuân đón Tết Quý Mão. Kính thưa quý vị và bà con, sau khi ra hoa và đậu trái thì cây sầu riêng bắt đầu chuyển sang giai đoạn nuôi trái. Theo các nhà vườn thì giai đoạn nuôi trái của cây sầu riêng kéo dài trong khoảng 4 tháng, tính từ lúc trái còn non đến khi trái chín. Đây là thời kỳ rất là quan trọng, quyết định năng suất và chất lượng của trái khi thu hoạch. Nếu nhà vườn trồng sầu riêng không có kỹ thuật chăm sóc tốt, cung cấp dinh dưỡng và nguồn nước không đầy đủ thì cây sẽ bị hiện tượng là rụng trái non, giảm năng suất. Chính vì vậy, theo dõi chăm sóc cây sầu riêng ở thời điểm này khi cây đậu trái non là biện pháp kỹ thuật vô cùng quan trọng. Khắc phục hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng cũng sẽ là chủ đề được chúng tôi chuyển tải đến quý vị và bà con trong buổi tọa đàm Chuyện Nhà Nông hôm nay. Và Thủy Tiên cũng xin được giới thiệu các vị khách mời sẽ đồng hành cùng với bà con trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu kỹ sư Hồ Dương Hóa, Phó Giám đốc vùng Đông Nam Bộ, Công ty Cổ phần S New Ride Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu kỹ sư Lê Hoài Tâm, trưởng vùng Đồng Nai, Công ty Cổ phần S New Ride Việt Nam. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi bắt đầu buổi trò chuyện, xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Báo cáo từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, vài năm trở lại đây, diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên. Hiện diện tích trồng sầu riêng lớn nhất nằm trên địa bàn huyện Châu Đức với khoảng 600 hectare. Một số vùng trồng sầu riêng ở xã Lăng Lớn và xã Xà Bang, huyện Châu Đức đã đăng ký mã số vùng trồng để xuất khẩu. Vừa qua, tổ hợp tác sầu riêng Long Phước cũng đã được công nhận sản phẩm OCOP Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là tín hiệu mừng để trái sầu riêng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể vươn xa ra các thị trường trong và ngoài nước. Sầu riêng là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng để cây cho thu hoạch những trái sầu riêng thơm ngon thì không hề dễ dàng. Bởi trong quá trình trồng và chăm sóc cây gặp không ít vấn đề như sâu bệnh hại, cây ra hoa ít và không đồng loạt, khả năng đậu trái kém, chất lượng muối không ngon. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, khi các vườn sầu riêng đang bước vào giai đoạn xả nhụy đậu trái, nhiều nhà vườn đang lo lắng về hiện tượng rụng trái non trên cây. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm giảm hiệu quả kinh tế của vườn sầu riêng, nhất là đối với những nhà vườn chưa có nhiều kinh nghiệm, nắm bắt tốt khâu kỹ thuật. Theo các nhà chuyên môn, hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, các nhà vườn không xác định chính xác các nguyên nhân gây rụng trái non trên cây sầu riêng thì thiệt hại không hề nhỏ. Thưa các vị khách mời, qua những hình ảnh mà chúng ta đã vừa theo dõi thì có thể thấy là hầu hết vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang trong giai đoạn đậu trái non, và thời tiết của những ngày qua thì cũng có nhiều khác biệt so với chu kỳ thời tiết mọi năm. Vậy thì thưa kỹ sư Dương Hóa, tình hình thời tiết như vậy thì có ảnh hưởng gì đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cũng như là trái sầu riêng hay không ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của MC cũng như là kính chào bà con đem xem đài. Hiện nay trước tiên mình đi vào cái vấn đề mà ảnh hưởng đến sinh lý cũng như là thời tiết bất lợi nó ảnh hưởng đến cây sầu riêng như thế nào, thì chúng ta đi vào vấn đề thế này. Thứ nhất là cây sầu riêng hiện nay là một cây có giá trị kinh tế cao. Và con cũng biết đây là một cái cây mà hiện nay đối với cây ăn trái ở Việt Nam chúng ta đi xuất khẩu, cũng như là hiện nay thì có một cái tin vui cho bà con là chúng ta đạt được đi xuất khẩu chính ngạch. Hiện nay là được đi qua Trung Quốc, cũng như là một cái điều kiện thuận lợi để bà con chúng ta tập trung đầu tư cho cây sầu riêng. Cũng như là hiện nay thì ngoài cái chuyện đó thì bà con biết là cây sầu riêng là một chủng cây mà đòi hỏi yếu tố kỹ thuật rất là cao. Ngoài cái chuyện mà bà con chăm sóc sau thu hoạch, tạo giúp cho cây ra bông đồng loạt, cũng như là các bón phân, cũng như tưới nước cho cây rất là quan trọng. Hiện nay thì bà con biết cây sầu riêng chúng ta nó đang vào cái giai đoạn là sổ nhị và đậu trái non. Cũng như là hiện nay thì bà con biết là trong cái thời điểm này thì là vừa rồi ở trên khu vực Đồng Nai cũng có những cơn mưa trái mùa. Mà sầu riêng biết là trong cái giai đoạn đậu trái non thì cái chuyện mà nước nhiều nó là các yếu tố rất quan trọng. Nên đối với trong cái giai đoạn này thì những cái yếu tố bất lợi, đặc biệt là mưa gió, đặc biệt là cái lượng nước tưới, bà con cần phải quan tâm, thì dẫn đến là cái yếu tố thời tiết nó sẽ yếu tố rất nặng đến cây sầu riêng. Nên bà con biết cái những yếu tố đó, những cái điều kiện bất lợi đó thì chúng ta cần phải là đi trước, nghĩa là chuẩn bị trước. Khi nào mà nhìn trời, cái nghĩa là khi mà có những cái biểu hiện trời nắng tốt nhưng mà bây giờ nó chuyển sang nó không có nắng nữa trong một hai ngày thì bắt đầu bà con người ta phải trên tinh thần là xử lý sớm để làm sao mà ngăn cái quá trình mà
mưa xuống chúng ta xử lý kịp thời thì dẫn đến cái mùa vụ chúng ta nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Như kỹ sư Hóa cũng đã vừa chia sẻ là hiện nay thì phần lớn là các nhà vườn trồng sầu riêng đã biết xử lý cho cây ra bông đồng loạt, và ngoài việc đem lại lợi ích kinh tế cho các nhà vườn còn có một cái lợi thế chăm sóc và phòng bệnh cho cây. Tuy nhiên bà con phản ánh là những ngày gần đây khi mà cây sầu riêng đã đậu trái non thì hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng đã xảy ra khá là nhiều. Vậy thì thưa kỹ sư Hoài Tâm ạ, đâu là nguyên nhân của hiện tượng rụng trái non này ạ? Thì đối với cái việc mà đậu trái non sầu riêng trong giai đoạn này thì trước đó bà con mình đã làm quá tốt cái việc mà xử lý ra hoa và sẽ nhị đậu trái non. Thì đối với cái việc mà đậu trái non trong giai đoạn này thì những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc rụng trái non là nó sẽ có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng trong đây là sẽ có những cái nguyên nhân phổ biến để đề cập đến bà con. Nguyên nhân thứ nhất là do rụng trái non trong giai đoạn rụng trái non sinh lý. Thứ hai nữa là rụng trái non do những cái điều kiện thời tiết bất lợi. Thứ ba nữa là do cái điều kiện tưới nước của bà con trong giai đoạn này thường nó sẽ cực kỳ quan trọng trong cái mùa khô này. Thứ tư nữa là cái điều kiện mà sâu bệnh hại dẫn đến cái việc mà rụng trái non trong cái điều kiện hiện nay. Thì đối với cái việc mà rụng trái non trong cái giai đoạn này á, thì bà con cần chú trọng đặc biệt quan trọng đối với cái là bà con cái việc tưới nước trong cái giai đoạn này. Tại vì sau một cái thời gian mà bà con đã giảm cái lượng nước tưới trước cái trong cái giai đoạn mà xả nhị đầu trái non thì cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn bước vào mùa khô nữa, thì việc mà những cái cơn mưa trái mùa mà kỹ sư Hóa đã đề cập lúc nãy thì khi mà bà con tưới nước, đối với cái lượng nước thì bà con cần đảm bảo cái lượng nước ổn định trong cái cây sầu riêng và đồng thời giữ ẩm được cái cây, tránh những cái cơn mưa trái vụ làm cho cung cấp cái lượng nước lên cây quá đột ngột dẫn tới cái việc mà sốc cây, cơ lượng dinh dưỡng lên quá cao dẫn tới cái việc mà nó sốc, nó rụng trái non. Như vậy là kỹ sư Hoài Tâm cũng đã vừa chia sẻ về cách mà có thể nhận biết được nguyên nhân rụng của trái sầu riêng non. Vậy thì thưa kỹ sư Hóa, biện pháp ngăn ngừa và khắc phục hiện tượng rụng trái thì như thế nào thưa kỹ sư? Kỹ sư Tâm đã trình bày về cái vấn đề thứ nhất là rụng trái non là do mưa nhiều. Thì bà con cũng biết mưa thì nó sẽ tạo cái cây nó hút nước nhiều hơn, thì lúc đó gây sốc cây cũng như là cái quá trình mà hình thành tầng rời nó rất là dữ, cũng như là rụng cái trái non nhiều. Ngoài ra thì mưa cũng sẽ sinh ra đi đọt, mà bà con cũng biết trong giai đoạn trái non á, thì đọt mà sầu riêng nó đi ra thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng làm cho rụng trái rất là nhiều. Cái vấn đề mà rụng trái non hiện nay là rất là quan trọng bà con, đặc biệt là đi đọt rụng trái non. Mắc cái vấn đề này thì hầu như các nhà vườn hiện nay là chưa có tìm ra được giải pháp tốt nhất, thì dựa vào những cái kinh nghiệm cũng như là cái ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện nay vô cũng như là áp dụng cái giải pháp để làm sao mà khi đi đọt mà hạn chế được rụng trái non. Thì với cái giải pháp hiện nay là công ty cổ phần Adnurai Việt Nam cũng có một cái giải pháp cho bà con, đó là khi trong quá trình mà trong trái non chúng ta đã biết thì thế nào thì không giai đoạn này nó sẽ đi đọt thì chúng ta làm trước, cái dụng gì cũng phải làm trước, chứ để mà lúc đi đọt rồi thì hầu như là bà con sẽ không có kịp thở tay. Cũng như là mưa gió thì chúng ta phải chuẩn bị trước, khi mà để mưa nhiều dập quá thì lúc đó người ta cũng không có kịp tở tay. Thì khi mà quá trình mà chuẩn bị đi đọt trong giai đoạn mà trái sầu riêng sổ nhị tầm khoảng được nửa tháng đến khoảng 2 tuần, thì bậc đó bà con đưa cái sản phẩm là Nutrifort BK. Đây là một sản phẩm chứa lăng và kali cao, giúp cho cái quá trình mà hạn chế cái đi đọt sầu riêng mạnh trong quá trình chưa đi đọt, ngăn cái quá trình đi đọt. Nhưng lỡ mà cái cây đi đọt rồi thì khi mình phun vô thì giúp cho nó già hóa nhanh để làm cho quá trình cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và lá ít hơn, thì lúc đó hạn chế được chúng ta cũng trái non. Thì với cái liều thì bà con phun là 750c cho 200 lít nước. Hai nữa là bà con phun phủ ngoài mặt lá và lặp lại sau, nếu mà cây sầu riêng chưa đi đọt thì bà con lặp lại sau 1 tuần, còn mà đã đi đọt thì bà con nên lặp lại sau 3 đến 5 ngày lặp lại để đảm bảo được cái hiệu quả, giúp cho cái lá nó mau già hơn. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này thì bắt buộc bà con phải giữ ẩm cho cây, nên giữ ẩm cho cây liên tục để đảm bảo khi mà trời mưa xuống thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Đó là một số cái vấn đề chia sẻ cho bà con để bà con nắm kỹ hơn làm sao để đạt hiệu quả cho cái vườn sầu riêng mình năm nay. Và được biết là việc mà chúng ta tỉa bớt trái trên cây sầu riêng thì sẽ giúp cho cây không bị mất sức và trái thì cũng phát triển to đồng đều hơn. Vậy thì vào thời điểm nào là chúng ta sẽ phù hợp để mà tỉa trái, và những trái nào thì nên tỉa bớt, cũng như là một cây thì nên để khoảng bao nhiêu trái thì được ạ? Thưa kỹ sư Tâm.
Đối với việc tỉa trái non này thì bà con cần hết sức lưu ý là không thể nào mà tỉa một lần mà ở trên cây hết. Tại vì khi mà bà con tỉa một lần ở trên cây thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng mà sốc sinh dinh dưỡng. Tại vì cây nó sẽ nuôi dinh dưỡng, nuôi trái non, mà bà con tỉa một lần nhiều quá nó xảy ra cái hiện tượng mà rối loạn dinh dưỡng ở trên cây. Thì việc mà tỉa trái non sầu riêng này bà con tiến hành chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bà con tỉa trái sầu riêng vào giai đoạn 1 đến 2 tuần tuổi là thích hợp. Giai đoạn thứ hai là bà con sẽ tỉa vào trái non hoặc rơi vào khoảng 4 tuần tuổi. Giai đoạn thứ ba là bà con tỉa vào giai đoạn là trái non rơi vào khoảng 6 tuần tuổi là thích hợp nhất. Tại vì giai đoạn 6 tuần tuổi này là cái trái bắt đầu nó sẽ phân hộc và bà con sẽ thấy được những trái mà méo, mó hoặc là giật hộc đi. Thì bà con loại bỏ những trái đó ra ở trên cây. Những cái trái mà bà con cần nên tỉa là khi mà trái non nó đậu khoảng chừng 2 tuần tuổi thì lúc này là những trái thì nó sẽ bà con quan sát ở trên một chùm bông. Tại vì bà con biết là sầu riêng nó sẽ đậu là nó đậu thành chùm. Thì bà con sẽ quan sát thấy là khi mà những trái trên một chùm bông, những trái nó lớn đều thì bà con có thể là giữ lại. Trong giai đoạn này nó có thể là một số chùm bông nó sẽ không đủ dinh dưỡng và nó phân hóa những trái nhỏ, trái to nó không đều. Thì bà con loại bỏ những trái nhỏ đó đi trên một chùm bông thì bà con giữ lại ở trên những trái tròn đều ở trên chùm bông. Và một cây hay là một chùm bông như vậy thì chúng ta nên giữ lại khoảng bao nhiêu trái thưa kỹ sư? Đối với cái việc mà giữ lại trái ở trên cây á, nó còn tùy thuộc vào cách canh tác của bà con nông dân nữa. Tại vì đối với những vườn của bà con nông dân canh tác á, thì có thể là nó dày, mật độ á, nó dày hoặc là nó thưa. Và thứ hai nữa là đối với cái việc mà cái tuổi của cái cây, cái sức của cái cây thì có bà con có để trái được bao nhiêu ở trên cây. Thích hợp nhất đối với cái việc mà bà con để cái trái non ở trên cây á, thì bà con dựa vào cái lượng mà cái sức của cái cây mình để và tỉa trái theo cái định kỳ là 2 tuần, 4 tuần và 6 tuần. 6 tuần tuổi sau khi đậu trái thì nó sẽ đảm bảo cái lượng trái ở trên cây cho bà con. Thưa kỹ sư Hóa, theo kinh nghiệm của các nhà nông thì bón phân cho cây sầu riêng trong thời kỳ mang trái thì không có được tùy tiện mà phải tuân thủ theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của trái. Ý kiến của kỹ sư về điều này thì như thế nào ạ? Thì cái vấn đề hiện nay là về phân bón là một số cái vấn đề rất là khó, bà con cũng hiểu. Tại vì hiện nay cái phân bón cho cây sầu riêng nó không giống như cái phân bón cho một số cây trồng khác. Bà con cũng quen ngày xưa là từ cái cây cà phê hoặc là cây điều hoặc là cây tiêu bà con cứ bón phân là một năm bón 2-3 lần. Nhưng đối với cây sầu riêng không có phải bón phân như vậy. Là chúng ta phải tuân thủ, nghĩa là cái cây sầu riêng lúc nào nó cũng cần dinh dưỡng để giúp, tại vì cái lượng trái trên cái cây rất là lớn mà cái dinh dưỡng không đủ hoặc cũng như là bà con bón sai cái phân thì cái cây nó không có hiệu quả mà dẫn đến đi đọt cũng như là trái vỏ nó dày. Đặc biệt là bà con trong cái dòng mang trái bà con phải tuân thủ cái phân bón nó đều nhau, có thể đi 3 số hoặc tỷ lệ NPK 1:1:1. Thứ hai nữa trong giai đoạn mà trái vô cơm thì cái tỷ lệ phân chúng ta là giảm đạm, giảm cái lăng xuống, tăng cường cái kali lên. Đặc biệt là chúng ta tăng cường cái kali trắng là K2O4 để giúp thứ nhất là vô cơm tốt hơn, màu sắc trái. Thứ hai nữa là cái đạm với cái lăng cao thì nó vỏ nó sẽ dày, dẫn đến vỏ dày thì cái chất lượng trái của chúng ta nó không ngon. Nên bà con phải tuân thủ cái nguyên tắc nhất trong giai đoạn trái non, chúng ta bón tỷ lệ phân NPK 1:1:1 trong giai đoạn trái tầm khoảng chừng 60 ngày. Chúng ta phải bón giảm đạm, giảm cái lăng xuống, tăng cường cái kali lên, đặc biệt là cái kali trắng nhiều hơn. Thứ hai nữa là trong giai đoạn mang trái thì bà con cũng phải nên bổ sung phân hữu cơ cho cây. Đặc biệt là những cái phân mà hữu cơ đã ủ qua hoai mục hoàn toàn. Một số phân ủ qua hoai mục như là phân gà hay là phân gì đó mà phải qua xử lý thì chúng ra rải. Đó là một số cái lưu ý cho bà con để làm cho cái phân bón chúng ta hiệu quả. Và thứ hai, đặc biệt trong giai đoạn mang trái thì chúng ta đừng nên bón phân một lần nhiều quá, mà chúng ta chia nhỏ ra nhiều lần. Một lần bình thường bà con bón một, giả sử là 2 kg đi, thì trong 2 kg đó bà con chia thành 3 lần rải, cách nhau khoảng 1 tuần lại thì hiệu quả lấy phân nó sẽ tốt hơn. Thưa kỹ sư Tâm ạ, bây giờ thì hiện đang là mùa khô và bà con trồng sầu riêng á, thì nên có những cái sự chú ý gì đối với việc tưới nước cho cây ạ? Thì đối với cái việc mà tưới nước cho cây này á, thì bà con cần lưu ý một số vấn đề cực kỳ quan trọng. Thì bà con cũng biết là trong mùa khô này á, thì nó sẽ xảy ra những cái cơn mưa trái vụ và những cái cơn mưa bất thường.
thì cái việc mà tưới nước cho cây này thì bà con cần lưu ý là mình phải cung cấp cái lượng nước cho cây đủ cái độ ẩm ở trong cây. Tại vì khi mà nãy kỹ sư quá cũng có chia sẻ, khi mà cái lượng nước mà nó cung cấp xuống, mưa bất thường nó cung cấp cái lượng nước á, là nó nhiều, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà nó hút dinh dưỡng lên cây nhiều, nó dẫn tới tình trạng đi đọt, sẽ rụng rễ non. Thì bà con vẫn giữ ẩm gốc để cho nó không có tránh cái hiện tượng sốc cây khi mà mưa. Và đồng thời thứ hai á, là bà con cần tưới vào buổi sáng, để cho tại vì bà con cũng biết là giấc buổi chiều thì cây nó sẽ xảy ra cái tình trạng là ngủ và ngưng quang hợp. Thì tưới vào sáng thì cái cây nó sẽ bắt đầu quang hợp, tổng hợp từ lượng tinh bột để cho vận chuyển vào nuôi cái trái non của mình. Thì bà con tưới là tưới vào định kỳ là cách nhau là một ngày tưới một lần. Và đồng thời bà con tưới trong cái giai đoạn này trước đó là xả nhị và đậu trái non, thì bà con đã giảm cái lượng nước tưới lại. Thì trong giai đoạn này bà con cần tưới nước là từ khoảng từ 20 đến 25 phút và tăng theo từ từ đến khi nuôi theo cái nhu cầu cái trái nó lớn lên. Xin được cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời. Và thưa quý vị, để cây sầu riêng cho thu nhập cao thì bà con nông dân phải thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác. Và các vị khách mời sẽ tiếp tục cung cấp những kiến thức về khắc phục rụng trái non trên cây sầu riêng sau khi quý vị và bà con cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Sau xử lý đa bông là giai đoạn sầu riêng xả nhụy đậu trái. Chăm sóc đúng kỹ thuật thời điểm này sẽ quyết định năng suất, sản phẩm trái và hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng. Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và đảm bảo 3 yếu tố cho năng suất cao, chất lượng tốt, cây không bị suy kiệt, làm ảnh hưởng đến các vụ tiếp theo. Cùng với đó, các nhà chuyên môn cũng khuyến cáo các nhà vườn cần lưu ý đến việc tỉa bông và trái sầu riêng nhằm loại bỏ bớt bông, trái, mọc ở những vị trí không cần thiết. Qua đó, cây sẽ tập trung dinh dưỡng để cây nuôi trái tốt hơn. Khi mà ra bông thì bà con tiến hành tỉa bông ngay từ ban đầu, và khi xả nhụy đậu trái xong bà con cũng tiếp tục tiến hành tỉa trái để cho các cái trái của bà con nông dân trên cây sầu riêng được phân bố đều trên các cành, và để giữ lại những cái trái tròn và tỉa hết những cái trái méo, trái bị sâu bệnh hại. Chứ tôi thì tùy theo cây, cây nếu mà trường hợp nó sung và tàn nó lớn thì mình sẽ để nhiều trái hơn. Còn cây nào mà nó cái tàn nó nhỏ thì mình để ít hơn. Thì theo kinh nghiệm đó là cũng như cành, tùy theo cành. Cành nào nó sung tốt thì mình để nhiều trái. Còn cành nào mà nó nhỏ yếu thì mình giật bớt đi. Trung bình một cây thì tùy theo, cũng như cây của tôi là 15 năm. Thì có thể khoảng 5 đến 6 đến 70 trái, 5 đến 70 trái. Các nhà chuyên môn khuyến cáo khi áp dụng khoa học kỹ thuật để khắc phục hiện tượng rụng trái non trên cây sầu riêng, bà con nông dân cần chú ý khả năng sinh trưởng của cây, tránh sử dụng hóa chất không đúng cách, làm cây suy kiệt. Bên cạnh đó, sầu riêng xả nhụy đậu trái ở giai đoạn này trùng với thời điểm thời tiết thay đổi, nên cây thường bị nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh tháng thư, rệp sáp, bọ trĩ. Nấm bệnh có thể tấn công lên lá, bông và trái, làm thất thu năng suất đáng kể nếu nhà vườn không có biện pháp phòng trừ kịp thời. Dạ, trong phần đầu của chương trình thì các vị khách mời cũng đã đề cập đến một nguyên nhân gây rụng trái non trên cây sầu riêng, đó là do sâu bệnh hại. Vậy thì trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì sẽ tiềm ẩn những loại sâu bệnh gây hại gì cho cây sầu riêng ạ? Xin được mời kỹ sư Tâm. Trong cái giai đoạn này xả nhụy và đậu trái non thì những cái đối tượng mà sâu bệnh hại quan trọng gây hại đối với trên cây sầu riêng thì đặc biệt quan trọng là trong cái giai đoạn mà xả nhụy thì có đối tượng là bọ trĩ. Bọ trĩ sẽ gây hại làm ngăn chặn cái quá trình thụ tinh để hình thành trái non. Và đồng thời thứ hai nữa thì cái đối tượng đặc biệt quan trọng trong mùa khô này đó là đối tượng rệp sáp. Đối tượng này đặc biệt là rất khó phòng trị, và đồng thời là những cái loại thuốc để sử dụng quản lý cái đối tượng rệp sáp này thì trong cái giai đoạn này bà con cũng hết sức lưu ý để sử dụng những loại thuốc. Tại vì giai đoạn trái non này bà con không thể sử dụng các dòng thuốc nóng dễ gây ra cái hiện tượng rụng trái. Và đồng thời thứ ba nữa là cái đối tượng mà cũng quan trọng không kém đối với cái việc mà gây hại trên cây sầu riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình mà đậu trái non này là đối tượng nhện đỏ gây hại ở trên lá đối với cái cây sầu riêng. Trong cái giai đoạn này thì bà con cần lưu ý là đi thăm vườn thường xuyên
để phát hiện ra cái đối tượng nhện đỏ gây hại ở trên vườn. Và đồng thời là trong giai đoạn này lá cũng có, do một cái cơn, một số cơn mưa trái vụ thì nó sẽ xảy ra hiện tượng lá sầu riêng nó sẽ bị bệnh tháng thư, thì bà con cần quản lý cái đối tượng này nữa để cho cái bộ lá mình ở trên vườn nó đẹp nhất. Như vậy thì có thể thấy là ở giai đoạn nào á thì sâu bệnh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và năng suất của vườn sầu riêng. Và nhân đây thì các vị khách mời có thể tư vấn để giúp bà con cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sầu riêng thật là hiệu quả để có thể khắc phục được tình trạng rụng trái non. Sầu riêng khi thu hoạch thì sẽ thơm ngon, cơm dày và ngọt hơn ạ. Xin được mời kỹ sư Hóa. Kỹ sư Tâm cũng đã trình bày rất là rõ ràng về một số cái dịch hại gây hại trên mỗi giai đoạn của cây, đặc biệt là về cái bọ chỉ giai đoạn bông, thứ hai nữa là về cái rệp sáp về giai đoạn bông với trái non, thứ ba là hiện nay là trời nắng thì là cái nhện đỏ xuất hiện ở ngoài lá, để giúp cho bà con quản lý hiệu quả những cái đối tượng gây hại này. Yeah. Đặc biệt là rồi cái bọ chỉ trong giai đoạn bông thì hiện nay có cái sản phẩm là Chivo 310DC chứa hai cái hoạt chất giúp cho quản lý tốt cái đối tượng bọ chỉ, cũng như là cái sản phẩm dạng DC này thì nó dạng vàng tinh khiết, nó rất an toàn cho bông cũng như là trái non. Yeah. Bà con có thể xử lý trước cái giai đoạn mà sổ nhị, chuẩn bị cái bông bắt đầu mà tét ra, lúc đó bọ chỉ xuất hiện bà con phun một lần. Thứ hai nữa, vào cái giai đoạn là sau khi sổ nhị hoàn toàn thì bắt đầu bà con phun để phòng ngừa những cái tấn công vào cái giai đoạn sau. Và đặc biệt nữa, trong giai đoạn trái non thì bà con găm vườn thấy gạch sáp thì bà con có thể phun cái sản phẩm là Chivo 310DC này vào trực tiếp vào những cái trái, tại vì sản phẩm rất an toàn, nó không ảnh hưởng đến trái, tại vì con gạch sáp nó nằm ngay trái thì bà con phải phun vào trái. Thứ hai nữa, về tiếp nữa là cái liều lượng xử lý cho cái sản phẩm Chivo này thì là 1,2C cho 1 lít nước, thì tương đương là 240cc cho 1 phi 200 lít nước. Còn về cái nhện đỏ hiện nay thì bà con biết cái cây mà sầu riêng chúng ta muốn mà cái trái tốt, muốn mà cái trái đẹp, muốn mà vô cơm tốt thì cái bộ lá rất là quan trọng, bộ lá quyết định. Yeah. Tại vì hơn 90% cái dinh dưỡng mà nuôi trái là từ nuôi trái, nuôi cơm là từ bộ lá, chứ không phải là từ dưới gốc nó lấy trực tiếp vào nó nuôi trái, nó khác so với một số cây trồng khác. Nên cái việc bà con quản lý cái nhện đỏ trong cái giai đoạn này là rất là cần thiết, đặc biệt là trong mùa nắng này thì tần suất phát triển nhện đỏ rất là nhanh, trong vòng một tuần lễ thì bắt đầu sẽ có cái đợt nhện. Yeah. Mới thì hiện nay thì với cái nhện đỏ thì có cái giải pháp là cái sản phẩm Danisaraba 20XC, đây là một sản phẩm với hoạt chất mới hoàn toàn, với cái cơ chế là chống ức chế, chống lột xác cũng như là tiêu diệt cả cái con trưởng thành và trứng của cái gạch sáp. Bà con có thể xử lý với cái nồng liều lượng mà bà con xử lý là 1cc cho 1 lít nước thì tương đương là 200cc cho 1,200 lít nước. Đó, với cái liều lượng như vậy cũng như là cái sản phẩm cung cấp cho bà con và cái điều giai đoạn mà xuất hiện của dịch hại để bà con mình quản lý hiệu quả tốt hơn. Để hạn chế tình trạng sâu bệnh hại ở giai đoạn này cũng như là giúp trái đạt chất lượng cao thì kỹ sư Tâm có thêm những cái lưu ý gì dành cho bà con ạ? Đối với cái việc mà lưu ý đối với bà con thì kỹ sư Hóa cũng đã vừa trình bày tương đối là đầy đủ hết tất cả các sâu bệnh hại để cách quản lý cho bà con một cách tốt nhất. Thì xin tóm gọn lại cho bà con để là trong cái giai đoạn này thì bà con cần lưu ý là cái việc là bà con đối với cái việc mà gốc thì bà con cần phải giữ ẩm và tưới nước. Thời gian tưới nước cực kỳ quan trọng cho nó hợp lý. Đối với trên trái thì bà con cần thường xuyên thăm vườn để phát hiện cái đối tượng rệp sáp để quản lý cho sớm và nó hiệu quả. Thứ hai nữa là đối với cái việc mà bổ lá thì bà con cần phải giữ để cho nó sạch và khỏe mạnh, thì sạch bệnh và khỏe mạnh để cho cái đạt cái trái của mình nó đạt được năng suất tốt và vô cơm ngon. Và một nguyên nhân khiến cho việc theo dõi và phòng trừ sâu bệnh trên cây sầu riêng vẫn còn hạn chế đó là do cây quá cao, cho nên là bà con vẫn khó để mà phát hiện sớm. Vậy thì kỹ sư Hóa có kinh nghiệm nào để giúp bà con giải quyết vấn đề này ạ? Cây sầu riêng trồng rất là lâu năm. Yeah. Thì cái cây hầu như là chiều cao của cây lên tới cả 10 đến 15 mét. Thật sự trái trên đó rất là khó để lên để xem cũng như là cái quản lý cái đối tượng dịch hại gây hại. Thì dựa vào cái kinh nghiệm cũng như là cái mà bà con đã làm qua nhiều năm thì bà con phát hiện là trong những cái giai đoạn nào mà dịch hại phát triển mạnh thì hầu như đa phần bà con phải phun phòng ngừa. Cũng như là hiện nay thì thật sự thì một số bà con cũng leo lên cây sầu riêng
bắt thang để leo lên để coi kiểm tra ở trên đó. Có một số nhà vườn thì người ta làm lâu năm thì người ta có thể phun trực tiếp những cái dịch hại, phun trực tiếp vào dịch hại luôn, nghĩa là lên cầm cái bình 2 lít có thể phun trực tiếp vào trái. Nhưng mà cái đó thì cũng rất là khó khăn. Nên là trong cái điều kiện bà con đối với những cái dịch hại hiện nay, đặc biệt là sâu, đặc biệt là cái con đại sáp, thì nó nằm ở trên cái mặt trên cái cuống, rồi bà con cũng phải định kỳ là xử lý để cho nó hiệu quả hơn. Xử lý cho nó đạt cái hiệu quả, chứ không thì bà con phải trực tiếp lên. Chứ còn kinh nghiệm mà để nhìn ở dưới cái trái mà nên nhìn trên cái cuống thì hầu như là sẽ rất là khó. Đặc biệt là nhện đỏ thì bà con có thể thấy được. Bà con nào mà để nhìn trên cái nhện đỏ trong mùa này á, cái lá bà con thấy bình thường là cái lá mình nó trơn, nó bóng rất là đẹp. Nhưng mà trong giai đoạn mùa nắng này thì bà con nhìn cái lá là nó có những cái phấn trắng. Yeah. Nghĩa là những cái bộ bụi trắng ở mặt trên lá rất là nhiều. Đó là hầu như là cái trứng của con nhện đỏ. Yeah. Khi bà con thấy một lớp phấn trắng nhiều, rất là nhiều, thì trong vòng khoảng chưa đầy khoảng chừng 5 đến 7 ngày sau bắt đầu nó sẽ nở ra một cái đợt nhện đỏ mới. Thì như vậy thì bà con canh tới khoảng 5 ngày sau bắt đầu mình đi xử lý. Chớ mà đợi mà trễ quá mà thấy bà con nhìn cái lá mà bị nhện đỏ nó hút chích trắng luôn, mà con phun thì coi như là nó không có đạt cái hiệu quả, và lúc đó cái bộ lá nó đã hư rồi. Dạ thưa hai vị khách mời, an toàn sinh học trong canh tác nông nghiệp là vấn đề quyết định đầu ra của nông sản hiện nay. Vậy thì hai vị khách mời có lời khuyên gì để giúp bà con trong việc canh tác sầu riêng đảm bảo sản phẩm sạch và đạt chất lượng cao ? Xin được mời kỹ sư Tâm. Đối với cái việc mà canh tác sầu riêng hiện nay á, thì vấn đề an toàn á, là cực kỳ quan trọng. Tại vì mình đã có xu hướng là mình đã xuất khẩu được chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là một thị trường lớn và tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ đối với cái trái sầu riêng cực kỳ lớn. Thì bà con mình đối với cái việc mà canh tác thì bà con cần lưu ý là thời gian cách ly và quản lý các đối tượng mà nằm trong danh mục để kiểm dịch. Tốt nhất là nằm trong đó thì có cái đối tượng đẹp sáp là cực kỳ quan trọng. Thì bà con cần lưu ý quản lý tốt cái đối tượng này. Và thời gian cách ly là bà con nên hạn chế, bà con không được phun đối với trước cái thời gian thu hoạch là 14 ngày. Và xin được mời phần lưu ý từ phía kỹ sư Hóa ? Cái vấn đề mà hiện nay bà con cũng biết là muốn mà sầu riêng chúng ta ngon, muốn mà đi được ngon thì là một phần, chất lượng trái ngon một phần, nhưng mà phải đi được nước ngoài kìa. Nên nước ngoài người ta phải xem mình, cái trái mình người ta cũng phải kiểm định. Hiện nay thì cái chất lượng ngon, nhưng mà về cái đảm bảo mà về cái dư lượng của vi sinh vật cũng như là cái dư lượng về nitrat trong cái sầu riêng rất là quan trọng. Nên bà con cần lưu ý phân bón, bà con phải bón đúng thời điểm. Thứ hai, phải có thời gian cách ly phân, tức nghĩa là mình phải cắt trước cái thời gian đó khoảng một tháng, hoặc là trước một tháng để làm sao cho cái không còn cái phân bón. Cái với thứ hai nữa về thuốc bảo vệ thực vật hiện nay thì chúng ta cũng phải xử lý theo phương pháp đúng, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng liều lượng cũng như là đúng cách, để làm sao cho cái khi mà cái trái chúng ta đem đi ra nước ngoài nó không còn cái dư lượng nữa. Đặc biệt là hiện nay là cái đặc biệt muốn đi một số nước thì trên trái, mẫu mã trái chúng ta nó phải sạch cái sâu bệnh này. Nên là bà con hiện nay thì nên tập trung vào cái vấn đề sinh học là quan trọng. Nên là sử dụng những cái con nấm đối kháng như là Chico đẹp ma chúng ta tưới dưới gốc để quản lý một số nấm gây hại, hoặc là trên thị trường hiện nay đang có cái nấm xanh, nấm tím, một số nấm mà quản lý cái đối tượng gây hại, đặc biệt là sâu gây hại, thì chúng ta có thể đưa vào những cái sản phẩm này sinh học, nó rất an toàn. Và một cái nữa bà con cần phải quan tâm là về cái vấn đề chất lượng, thì chúng ta đã nói từ đầu rồi đó, là phải bón phân cho đúng lúc, nước kiểm soát cho đúng. Thứ hai nữa về cái giai đoạn đi đọt thì làm sao để hạn chế đi đọt thấp nhất, và khi đi đọt chúng ta quản lý làm sao cái đọt nó hiệu quả. Khi mà cái đọt tốt thì cái trái chúng ta nó ngon đẹp, thì lúc đó đi xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc hoặc tất cả các nước, tại cả thị trường nội địa chúng ta thì ăn cái trái sầu riêng nó ngon hơn. Đó, thì đó là một số vấn đề lưu ý đến bà con. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Và thưa quý vị và bà con, chăm sóc đúng kỹ thuật ở thời điểm cây nuôi trái non sẽ quyết định năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng. Các nhà chuyên môn cũng khuyến cáo là việc chăm sóc đúng kỹ thuật phải đảm bảo 3 yếu tố: cho năng suất cao, chất lượng tốt, cây không bị suy kiệt làm ảnh hưởng đến các vụ tiếp theo. Và chúc bà con có một mùa sầu riêng bội thu. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được chân thành cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.